Hello các bạn hộ cáp, đây là phần 2 của năm 2024. Như đã nói, ngày 3 tháng 5 năm 2024, cơn bão sẽ giảm xuống còn lại cấp 1 thôi. Tại vì anh Diêm Tinh sẽ đi ngược lại. Nó còn một cái dư âm của cơn bão đó, nhưng sẽ giảm đi rất nhiều. Nó không còn là bỏ lửa và bỏ xăng vào lửa nữa. Nó sẽ giảm đi, nó vẫn ở đây, nó đang đi ngược lại, nó trở về Nam Dương. Rất là ngắn thôi, nó sẽ giảm lại. Phải chờ cho tới ngày 25 tháng 5, nghĩa là 20 ngày sau á, anh Mộc Tinh đi vào Song Tử. Mà anh vào Song Tử á, thì anh này giảm bớt cái cơn bão, cái đám bên đây Lôi Tinh nữa. Tại vì anh này cũng bơm xăng vào lửa của anh Lôi Tinh nữa. Đó, vì vậy, ngày 3 tháng 5 là các bạn đã cảm thấy nó sự thôi thúc, sự mà xung đột nó sẽ nó giảm đi, là sự tàn phá nó giảm đi. Nhưng phải chờ tới ngày 25 tháng 5 thì nó thực tình là nó sẽ giảm đi rất nhiều. Phải chờ tới ngày 2 tháng 9 thì cái lộ trình nó mới đi ngược lại. Chiếu nó ngược lại thì tất cả các bão này giảm hết. Nghĩa là các bạn phải chờ tới ngày 2 tháng 9 các bạn mới có thời gian nghĩa là củng cố lại, gom góp lại con người mình sau cơn bão nó qua. Đây là sự bắt đầu của năm 2024. Đây là bắt đầu của năm của đây là sự bắt đầu khi mà Diêm Tinh sẽ vào Bảo Bình. Đó ra ở đây một thời kỳ Bảo Bình sắp tới nó sẽ tới 2165 lần trung bình. Vì vậy á, nó có giản dị, nó bắt chúng ta phải thay đổi tất cả cái suy nghĩ của chúng ta hết. Thời gian song ngư á, 2000 năm vừa qua anh hổ cáp rất là thuận lợi. Mặc dù có lên xuống nhưng mà thuận lợi nhiều hơn. Trong đây thì anh rất là thuận nhiều hơn cho các bạn. Nhưng nó bắt bây giờ anh phải thay đổi cái suy nghĩ của mình. Tại vì Bảo Bình tượng trưng cho cái gì? Cho sự kỹ thuật. Cho anh thấy cái thuật AI đang ra. Kỹ thuật nó AI là Bảo Bình đó. Đó là tượng trưng cho kỹ thuật. Cho nhân loại. Và nó tượng trưng cho sự cách mạng, sự thay đổi lớn lao đó. Vì vậy, thì sắp tới, trước khi chúng ta qua đây nó phải dẹp bớt. Anh Diêm Tinh sẽ qua đây. Đó là tới 20 năm đầu tiên. Nó cần anh này xung đột nó để dọn dẹp bớt cái đám Bảo Bình này. Vì vậy, hổ cáp sẽ bị dính đó. Vậy tôi mong các bạn sẵn sàng đối phó. Và sẵn sàng nhất, quan trọng nhất là mình chuyển hóa con người mình. Chúng ta sẽ không còn cái vấn đề là khống chế lẫn nhau, hay là chúng ta không còn vấn đề là kiểm soát lẫn nhau nữa. Chúng ta phải giống nhau hết. Nhân loại sẽ đồng bình đẳng hơn, sẽ sống một đời bình an hơn. Và chuyển hóa vấn đề trí tuệ, chứ không phải trí thông minh. Trí thông minh đó, nó chỉ là giúp chúng ta sống còn, mua miếng ăn, miếng uống, mua cái nhà, rồi có xe đẹp, vợ ngoan, con hiền, ABC. Nhưng cái sự trí tuệ đó mà Đức Phật nói đó, và Đức Chúa cũng nói nữa là đừng để người mù dắt người mù, là vậy. Là sự trí tuệ đó, sáng suốt đó nằm trong mình Bảo Bình này. Trí tuệ đó để chúng ta kiểm soát được cái AI, cho kiểm soát được cái con người mình, cái cảm xúc của mình, để mình sáng suốt nhận định, để chuyển hóa cùng với vũ trụ, để tiến gần tới Thượng Đế nhiều hơn. Đó là mục chính của tất cả những cái bảo vệ trong đây. Mà hiện tại các bạn thấy không, những hành tinh nó nằm trong cái đám này không à? Cái đám này á, là từ Nam Dương, Bảo Bình, Song Ngư á, nó tượng trưng cho số đồng, sự làm cho người khác, sự hướng, sự dấn thân, dâng hiến cho người khác, cho đám đông, và chuyển hóa nữa. Và cái đám này á, là tôi là ai, tôi có gì, tôi đang nghĩ gì, đang trong phần này nữa. Là cái phần này hành tinh lớn nằm đây á, là nó muốn xây dựng con người mình lại. Bên đây nó không dính vào bên đây. Nó dính vào phần đây thôi. Đó là đang phá đi, xây lại con người mình, giúp nhân loại, thay đổi cách mạng nhân loại và chuyển hóa cá nhân của mỗi người. Chúng ta sẽ là ai, sẽ có gì và đang nghĩ gì. Nó rất hay các bạn. Vì vậy á, đừng có phí thời gian để mình theo cái gì nó phù phiếm. Dĩ nhiên chúng ta cần ăn, cần sống, không thật sự được đạo, đồng ý. Nhưng đừng nhiều bỏ tốn nhiều thời gian quá để chúng ta làm những việc chúng ta không mang theo được, thì chúng ta chết. Đây là kết thúc của cái video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn hộ cáp bỏ thời giờ lắng nghe. Chào các bạn.